Với lại anh đâu có yêu cô ta đâu. Vậy tôi ly dị đi, ở nhau làm gì nữa. Như vậy tốt cho cả anh nè, tốt cho em và tốt cho cô ta nữa. Không đem lại hạnh phúc cho anh thì níu kéo làm gì, đúng không? Chắc là anh Quân tới đó. Anh Quân tới kìa ba. Chị Hoa ơi. Dạ. Em mở cửa giùm em đi. Nhanh lên nhanh lên. Dạ. Ba. Ừ. Nãy giờ ba nhớ con nói gì không? Nhớ. Nhớ rồi đó nha. Ừ. Tất cả là trông cậy vào ba đó. Ba mà quên á, ba mà không giúp con á, con tự tử cho ba coi. Biết rồi mà. Bây giờ con lên con tránh mặt. Ừ. Nha. Nhưng mà con đứng sau con nghe lén đó. Trời ơi. Con đi đó. Dạ, con chào bác. Ờ, chào con. Con ngồi đi. Dạ, bác có chuyện muốn nói với con. Chuyện tình cảm của cậu với cô Thúy bây giờ tính sao? Dạ, chuyện đó... Cậu không thể nào bắt cá hai tay như vậy được. Cậu không thấy làm vậy là thiệt thòi cho cô Thúy sao? Người ta nhìn nó như thế nào? Bây giờ, một là cậu ly hôn với vợ cậu, hai là cắt đứt quan hệ với cô Thúy. Trong hai đường cậu chỉ chọn một mà thôi. Nhưng mà tôi cũng nói luôn, cậu chia tay với con Thúy đã đồng nghĩa hoàn trả những khoản đầu tư mà tôi đã bỏ ra. Dạ chuyện đó. Ba. Ba, sao ba làm khó anh Quân vậy? Chuyện tình cảm làm sao có thể miễn cưỡng được. Chẳng lẽ tôi nên qua lại với nó vậy hoài sao? Không tính danh dự của con cũng phải nghĩ cho ba chứ. Ba không muốn người khác nói con là người thứ ba, phá hoại hạnh phúc người ta. Ba. Còn cậu suy nghĩ đi. Tôi không bắt cậu phải trả lời liền bây giờ. Nhưng tôi biết cậu là người thông minh, cậu biết cách chọn con đường nào đúng. Anh à, anh đừng trách ba em nha. Ba lúc nào cũng trọng danh dự hết. Nhưng mà ba chỉ muốn tình cảm của em và anh tiến triển tốt đẹp hơn thôi. Anh biết, anh biết là em đã chịu nhiều thiệt thòi với anh. Bao nhiêu đó thì xá gì. Em yêu anh, em sẽ hy sinh tất cả vì anh mà. Anh yên tâm đi. Nhưng mà có điều này em muốn nói với anh nè. Nói gì thì nói, em cũng là phụ nữ, em cũng có ích kỷ của mình chứ. Em luôn muốn anh chỉ là của riêng em thôi. Nhưng bây giờ thì anh đang có vợ, mà cô ta chỉ đem lại dân díu cho anh. Với lại anh đâu có yêu cô ta đâu. Vậy tôi ly dị đi, ở nhau làm gì nữa. Như vậy tốt cho cả anh nè, tốt cho em và tốt cho cô ta nữa. Không đem lại hạnh phúc cho anh thì níu kéo làm gì, đúng không? Chuyện á không đơn giản như em nghĩ đâu. Anh với Trang á, tuy là hết tình cảm với nhau rồi, nhưng còn có đứa con. Anh không thể nào làm những gì mà mình muốn được. Sớm muộn gì thì anh với Trang cũng sẽ ly hôn. Nhưng thật lòng, trong lúc này anh chưa nghĩ tới chuyện đó. Em biết, em biết là bây giờ anh khó xử lắm. Dù gì thì anh và cô ta cũng đã có đứa con rồi. Nhưng mà anh có thấy là anh làm như vậy là bất công với em lắm không? Em á, em không muốn kể công với anh đâu. Nhưng mà anh nghĩ lại coi, em á thì mới là người tạo dựng sự nghiệp cho anh. Anh thấy không, mỗi lần mà anh gặp khó khăn hay trở ngại gì á, em cũng là người ở bên cạnh anh, để em và anh cùng vượt qua những khó khăn đó. Nhưng mà còn cô ta thì sao? Cô ta đâu có làm được chuyện đó đâu. Cô ta có sẵn sàng hy sinh tất cả vì anh giống như em không? Thực ra thì cô ta chỉ đến với anh lúc anh còn là công tử hào hoa thôi. Đến khi mà anh trắng tay thất nghiệp rồi thì sao? Cô ta không giúp gì được cho anh hết. Nếu mà người ta thật sự yêu chồng mình á, thì người ta không vô tâm như vậy đâu. Yêu á là đồng nghĩa với hy sinh, chứ không phải là chỉ hưởng thụ. Anh hiểu, là em đã hy sinh cho anh rất nhiều. Nhưng bây giờ thì anh không biết phải làm gì để bù đắp cho em hết. Anh à, em không có cần anh bù đắp gì hết. Chuyện đã qua rồi, em không trách anh làm gì đâu. Nhưng mà sắp tới thì sao anh? Anh đã làm em khổ một lần rồi. Bây giờ anh đừng có tiếp tục làm khổ em thêm lần nữa.
Nếu mà anh không ly dị vợ anh á thì anh gián tiếp phá hoại cuộc đời của em rồi còn gì nữa. Ừ, anh thật anh không muốn như vậy bao giờ đâu. Vậy thì anh ly dị đi. Bây giờ em hỏi anh nè, anh nói thiệt cho em biết nha, giữa em và vợ anh yêu ai? Anh với Trang á thì bây giờ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi, còn tình cảm thì anh đã hết từ lâu rồi. Vậy thì thôi, ly dị đi, ở nhau làm gì? Đám cưới với em rồi lúc đó em với anh sống hạnh phúc, như vậy tốt cho cả ba đúng không? Nhưng mà bây giờ anh đã có con rồi, muốn dứt khoát á cũng không thể nào dứt khoát trong một ngày được. Thứ nhất là anh không thể nào bỏ con anh, dù gì anh cũng phải có trách nhiệm với nó. Vậy thì thôi anh giữ đứa bé đi. Ừ, em cũng đồng ý nuôi con với anh luôn. Em đã nói rồi mà, em yêu anh, em thương anh á, thì em cũng sẽ yêu đứa bé giống như là con ruột của em vậy. Em nói thiệt hả? Là anh cứ để cho cô ta được nuôi bé Nhi đi, rồi mỗi tháng á anh mang tiền tới anh chu cấp. Còn hai á là anh bắt đứa bé anh nuôi. Cô ta chỉ được chọn một trong hai thôi. Bây giờ mình phải làm mọi cách để kéo ảnh về phía mình. Còn chuyện có nuôi con ảnh hay không thì tính sau. Nhưng mà chắc gì con Trang chưa bỏ con của nó. Bị dồn vào đường cùng thì thế nào nó cũng chọn được thứ nhất mà thôi. Bằng mọi cách mình phải thúc anh Quân dùng con Trang vào đường cùng, nếu không sẽ không dễ dàng khống chế được nó đâu. Ừ, anh suy nghĩ gì vậy? Ừ, anh đang nghĩ những chuyện em nói. Anh có đồng ý với ý kiến của em không? Chứ thiệt tình là em sốt ruột quá à. Tuy là bây giờ anh không còn yêu Trang nữa, nhưng anh lại không muốn cư xử quá tàn nhẫn với Trang như vậy. Cục cưng, cái đó không phải gọi là tàn nhẫn. Nếu mà không còn tình cảm với nhau nữa thì sống chung với nhau để làm gì? Chỉ có làm khổ nhau thôi à. Anh phải nghĩ là sau khi ly dị, cô ta còn trẻ, cô ta có thể có chồng khác. Lúc đó cô ta sẽ không còn yêu anh nữa đâu. Còn hơn á là níu kéo một hạnh phúc miễn cưỡng như vậy, còn tàn nhẫn hơn nữa đó. Em có chuyện này muốn nói với anh, mà em không biết là có nên nói hay không. Có chuyện gì em nói đi. Cô ta đã bồng con, đến nhà kiếm em. Cô ta nói với em những lời làm sỉ nhục em. Em phải chịu nhẫn nhục, tại vì em biết em chỉ là người yêu của anh thôi. Đúng là cô ta không hy sinh cho anh, nhưng mà trên danh nghĩa cô ta vẫn là vợ của anh. Cô ta có quyền mắng nhiếc em, cô ta có quyền sỉ nhục em. Anh có hiểu được nỗi khổ của em đâu. Chưa kể còn nhỏ bằng thân của nó nữa, nó vô duyên lắm. Tự nhiên chuyện không dính dáng gì tới nó hết, mắc mớ gì nó xen vào chuyện của em, nó sỉ nhục em là sao? Có chuyện đó nữa sao? Cô ta dám làm như vậy hả? Anh không tin thì anh về nói chuyện với vợ anh đi, là anh hiểu liền à. Em á, em chịu khổ nhiều lắm rồi. Anh có biết ngày đám cưới của anh á, em đau lòng lắm. Bây giờ em giúp đỡ anh á thì giờ anh sỉ nhục em. Nhiều lúc em tự hỏi tại sao em làm những điều đó để làm gì chứ. Em giúp anh thì người ta nghĩ là em giật chồng, người ta coi em như là một con phù thủy, là một con hồ ly tinh. Còn vợ của anh á thì được người ta thương, người ta xót. Thật là bất công với em quá. Thôi được rồi, nếu mà anh không muốn nghe nữa thì em không nói nữa. Nói vậy chứ mà em chịu được hết á. Bây giờ vợ anh có lăng nhục em, người ta có chửi bới em là giật chồng người ta, thì em cũng mặc kệ. Anh không ly dị vợ cũng được, miễn là anh ở bên cạnh em thôi. Em nói thiệt, anh ở bên cạnh em là em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi đó anh Quân. Em yên tâm đi, anh sẽ đem lại hạnh phúc cho em. Anh sẽ không để bất kỳ ai nhục mạ em nữa.
Em cảm ơn anh. Cuối cùng